Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho bạn một cái video. Mình sẽ tổng hợp lại cho bạn tổng cộng là 5 ứng dụng mà bản thân mình thường xuyên sử dụng và mình nghĩ là nó sẽ hữu ích với các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cho bạn trong cái video lần này. Và mình là Thịnh Tu và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Và tất cả những cái ứng dụng này thì các bạn đều có thể sử dụng được trên cả iOS lẫn Android. Tuy nhiên thì mình thường xuyên dùng iOS cho nên là mình sẽ demo trên cả chiếc iPhone XS Max của mình. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ chia tổng cộng 5 ứng dụng này thành 5 mục ở trong cuộc sống của bạn. Đầu tiên sẽ là quản lý về công việc, cái thứ hai sẽ là quản lý về tài chính, cái thứ ba sẽ là nhắn tin, và cái thứ tư sẽ là một cái ứng dụng liên quan tới việc là giải trí, và cái thứ năm sẽ là một ứng dụng liên quan tới công việc là học hành. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với từng cái ứng dụng một nha. Ứng dụng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho bạn đó chính là Trello. Thì đây là một cái ứng dụng phục vụ trong cái công việc của mình rất là tốt. Thì mình sẽ truy cập vào ứng dụng này, và như bạn có thể thấy ngoài màn hình home screen thì bọn mình đã chia theo tháng. Và những cái tab này tùy thuộc vào nhu cầu của bạn thì bạn sẽ chia theo ngày hoặc là theo tháng hoặc là theo năm, tùy thuộc vào bạn. Thì mình nghĩ nếu như các bạn không có làm việc theo kiểu teamwork thì các bạn có thể chia cái tab này theo từng ngày, những cái dạng là to-do list. Và khi các bạn truy cập vào thì mình sẽ cho các bạn xem. Một cái việc rất là hay của Trello đó chính là những cái thẻ như thế này, những cái thẻ đơn ở trong cái từng cái tab thì các bạn có thể kéo lên kéo xuống, và cái việc to-do list này các bạn có thể thực hiện hàng ngày. Và những cái công việc nào cần làm trước thì bạn có thể kéo lên như thế này, hoặc là những công việc nào cần làm sau thì bạn có thể kéo xuống một cách rất là hay. Ngoài ra các bạn còn có thể xóa, đương nhiên là có thể xóa tùy thuộc vào nhu cầu của bạn rồi. Và khi mà các bạn làm việc một cách nó rộng rãi hơn với nhiều người hơn và các bạn cần phải follow cái công việc đó thì cái Trello nó sẽ đóng vai trò, nó sẽ liên kết tất cả mọi người ở trong công ty lại hoặc là trong cái nhóm của bạn lại bằng Gmail. Thì khi các bạn add Gmail vào thì tất cả mọi người đều có thể thấy được cái công việc làm ở trong này một cách nó rất là rõ ràng. Và như các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ như hôm nay có cái ngày có tin công nghệ gì đó thì sẽ có cái người thực hiện công việc này kèm với cái nội dung của cái bài đó là gì để các bạn có thể biết được. Và cái công việc mà soạn kịch bản của mình á, những cái công việc về edit nội dung ở trong này nó cũng tiện lợi hơn, và mọi người đều có thể xem để có thể biết được kịch bản trước và chuẩn bị vào cái lúc quay. Thì nếu như những bạn nào mà chúng ta làm trong công ty thì các bạn có thể nốt lại cái kế hoạch và cho mọi người cùng biết để các bạn có thể thực hiện một cách tốt nhất. Đó là cái mà mình thấy hay nhất của Trello. Rồi, và đương nhiên là đi làm thì làm lãnh lương là lương xong mà không có quản lý thì tiêu sạch sành sanh luôn, cho nên là mình quyết định từ tháng này mình có sử dụng một cái ứng dụng để có thể quản lý được lại cái chi tiêu của mình, đó chính là Money Lover. Thì đây là một cái ứng dụng mình thấy nó tương đối là hay, và nó hay ở chỗ nào mình sẽ chia sẻ cho bạn biết. Như bạn có thể thấy bên góc trái mình có một cái đó chính là chọn ví. Ở đây các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là mình có một cái phần đó chính là tiền mặt, là những tiền mình có trong ví. Rồi là mình sẽ chia tiếp một ví nữa là một cái ví cho vay, một cái ví nữa là ví ngân hàng, một ví nữa là mình ví mình nợ người ta đó. Hoặc là các bạn có thể thêm liên kết được những cái dịch vụ với những cái ngân hàng khác nhau. Thì khi mà các bạn rút tiền từ cái ngân hàng đó thì sẽ tự động trừ thẳng vào trong ví này luôn, và các bạn sẽ đỡ mất cái công việc là nhiều lúc các bạn rút xong thì lại quên. Thì cái ứng dụng này nó sẽ hoạt động như vậy. Ngoài ra thì các bạn có thể chia ra nhiều ví để các bạn có thể dễ dàng quản lý hơn. Thì mình sẽ thử với cái ví tiền mặt này thì mỗi ngày mình sẽ chi tiêu những cái khoản nào đó mình sẽ thêm vào trong này. Và qua ngày 3 chẳng hạn đó, mình có chi tiêu thêm vào thì mình sẽ thêm vào đó. Ví dụ thêm số tiền là bao nhiêu tiền đó, vào nhóm là nhóm gì, ví dụ mình ăn cơm thì chọn vào cái ví là ví tiền mặt hoặc là ví nào đó tùy thuộc vào bạn và chọn là lương. Thì cái ứng dụng này nó sẽ chia ra là ngày 2 và ngày 3, nó sẽ chia từ trên xuống dưới như vậy. Và để cuối tháng khi mà các bạn muốn biết là mình đã chi tiêu tiền vào những cái việc gì, rồi là còn dư bao nhiêu, thì sẽ có một cái phần đó chính là báo cáo. Thì cái phần báo cáo này nó sẽ có một cái khoản chi và các bạn sẽ biết là các bạn chi vào việc gì và từng cái việc đó các bạn sẽ chi vào ngày nào, nó rất là tiện ích. Nó như bạn có thể thấy đây, ví dụ như một cái rất là mình chi rất là nhiều đó chính là cái việc ăn cơm mỗi ngày, thì các bạn có thể thấy mình sẽ chi vào ở trong này thì nó sẽ quản lý được chi tiêu tài chính của bạn để các bạn có không có kiểu như là tiêu vặt nhiều, lương tháng nào cũng hết cho nên là quyết định là tháng này mà cố gắng quản lý.
Rồi, và ứng dụng thứ ba mình sẽ chia sẻ với bạn đó chính là một ứng dụng về nhắn tin. Mình sẽ không chọn là Messenger hay là Zalo mà mình sẽ chọn là Telegram. Tại sao mình chọn Telegram? Tại vì một số những cái điểm lợi ích như sau. Đầu tiên, khi mà các bạn gửi những cái file hình hoặc là những cái file mà các bạn cần cái độ nét cao, cần cái chất lượng cao, thì Telegram nó sẽ đảm nhiệm được cái vai trò này. Các bạn sẽ gửi những cái hình ảnh này bằng file, và những cái file này nó sẽ không có bị giảm chất lượng, thậm chí là các bạn gửi file video. Cái thứ hai đó chính là khi mà các bạn click vào một inform, và cái phần nữa chính là share media, thì Telegram họ có chia rất là rõ ràng cho bạn là chia sẻ media nè, chia sẻ file doc, chia sẻ những cái link hoặc là chia sẻ những cái audio. Cái việc phân ra như thế này, phân ra từng mục thì các bạn sẽ dễ dàng tìm được cái file mà các bạn mong muốn, hơn là so với Messenger thì nó chỉ gom vào một mục thôi và mỗi lần tìm thì nó rất là cực. Ngoài ra thì cái ứng dụng này nó vẫn có cái việc gọi điện để phục vụ cho các bạn việc đàm thoại với người ta, cũng rất là tiện lợi. Và các cái group ở trong này thì như các bạn có thể thấy, mình có những cái group để mình cập nhật những cái thông tin gọi là mới nhất, và cập nhật để quay video clip cho các bạn, thì Telegram họ đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Và một điều nữa cũng rất là thích, đó chính là khi mà các bạn đăng nhập cái tài khoản Telegram của bạn vào những cái thiết bị khác, thì Telegram sẽ gửi cho bạn một cái thông báo kèm với một cái mật mã để xác minh rằng mày đăng nhập vào đó đúng không? Đúng, tao cho đăng nhập vào, còn không thì thôi, nó sẽ không cho các bạn đăng nhập vào những cái thiết bị khác. Rất là bảo mật so với là Facebook hoặc là Messenger. Ứng dụng tiếp theo đó chính là vào mục giải trí, thì giải trí ở đây mình sẽ chọn là Instagram. Các bạn thấy sẽ tương đối là lạ, nhưng mà mình thấy Instagram mình hoạt động thì nói chung là coi gái nó thích hơn so với coi gái trên Facebook. Thực ra thì các bạn có thể chọn là TikTok, nhưng mà TikTok thì mình trẻ trâu quá cho nên là mình không thích đó, cho nên là mình có thể chọn là Telegram đó. Các bạn có thể thấy nhìn đó phê không, rất là phê các bạn gái. Rồi, và ở trên Instagram thì cũng có rất là nhiều cái để bạn có thể theo dõi về cửa hàng, để bạn có thể mua hàng nè. Rồi tiếp theo là một phong cách để bạn có thể lựa chọn về phong cách ăn mặc, giày dép, các kiểu các kiểu. Ngoài ra vẫn có truyền hình rồi phim ảnh làm đẹp, rất là nhiều thứ, và nó gần giống như là Facebook luôn. Và khi mà bạn chụp ảnh xong thì cái phần chỉnh ảnh của Instagram cũng thực sự rất là tốt, và để cho các bạn cho ra những cái bức ảnh đẹp nhất đó. Nó vẫn có nhắn tin bình thường và các bạn có thể sử dụng Instagram đó. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái app khác để phục vụ cho mục đích giải trí. Còn mình thì mình sẽ chọn là Instagram. Và cái cuối cùng như mình đã nói thì sẽ phục vụ cho mục đích học tập, và mình sử dụng cái ứng dụng đó chính là Oxford Dictionary English. Đây, và đây chính là cái ứng dụng mà mình vừa nói cho các bạn. Một cái điểm mà mình thấy tương đối là hay của Oxford English đó chính là khi mà các bạn search một cái từ nào đó thì họ sẽ cho ra cái nghĩa là một cái dòng chữ tiếng Anh giải thích bằng tiếng Anh. Và mình nghe thầy cô của mình nói thì khi mà các con học tiếng Anh như vậy thì các con sẽ hiểu được sâu hơn về cái từ đó, chúng ta sẽ hiểu được kỹ càng hơn. Cho nên là mình quyết định chuyển qua chọn là Oxford English. Và nhờ vào cái ứng dụng này thì mình đã nói tiếng Anh như gió, và từ nào khó thì mình đã chuyển qua tiếng Việt. Đó. Rồi, vẫn có những cái ví dụ như là recent là cái những cái từ mà các bạn đã tìm kiếm trong cái ứng dụng này. Và một điểm nữa đó chính là động từ bất quy tắc, thì các bạn sẽ tìm được cả cột 1, cột 2 lẫn cột 3, rất là tốt khi mà các bạn sử dụng trong mục đích học tập. Rồi, và đó là tổng cộng 5 ứng dụng mà mình đã chia sẻ phục vụ vào 5 mục đích các bạn sử dụng trong công việc thường ngày, có công việc, có quản lý tài chính, có nhắn tin, có giải trí, có học hành, tất cả các thứ. Và đây là cái 5 cái ứng dụng của bản thân mình. Và nếu như các bạn cảm thấy 5 ứng dụng này thực sự là nó giúp ích trong cuộc sống của các bạn thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới, và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Điện Thoại Bù TV nha. À, còn một điều nữa, đó chính là cái ứng dụng Money Lover. Và nếu như các bạn muốn liên kết được với cái phần ngân hàng thì các bạn sẽ buộc phải mua ở trên App Store, là nó vào khoảng là 4.99 đô. Còn nếu như những bạn nào mà sử dụng Android thì các bạn có thể mua rẻ hơn, đó chính là 99.000 Việt Nam đồng, và có thể thanh toán qua cái thẻ cào điện thoại. Cho nên là nếu như những bạn nào mà sử dụng iPhone thì bạn có thể tìm một cái điện thoại Android, sau đó chúng ta đăng ký và lấy cái mail đó đăng nhập lại trên iPhone, và chúng ta dùng một cái chip nhỏ nhỏ để các bạn có thể sử dụng được Money Lover với một cái mức giá rẻ hơn so với iPhone, rẻ hơn 21.000 đồng. Và đó, và xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.